Ra đến Hà Nội á là mình phải ăn phở, đến Đà Nẵng á là mình nghĩ tới bánh mì và pate, thành phố Hồ Chí Minh á chắc chắn là cơm tấm rồi, nhưng mà ở Nha Trang á ăn cái gì? Đầu tiên là phải ăn bún sứa, nhất định phải ăn bún sứa. Ở Nha Trang thì sáng nào tôi cũng làm một tô bún sứa. Bún sứa ăn có ngứa không? Bún sứa không ngứa đâu, ăn thử đi. Không ngứa là mình phải đi thử rồi, nhưng mà ok mình đi thử. Dạ, có một bữa sáng theo đúng cách của người Nha Trang. Chị ơi, cho một tô bún sứa. Và wow, nhanh vậy. Có cá, có sứa nè các bạn ha. Rất là đẹp. Cái nước dùng rất là trong, rất là ngọt, rất là thanh. Wow, nó đẹp quá, những cái bông hoa vậy á. Nó vừa mềm mà vừa giòn, không có tanh, nó không có ngán muốn ăn hoài. Hên quá, kiếm được một miếng nữa. Cái sữa nó tươi quá, nó giống nhảy đầm ở trong cái miệng của mình. Ăn sáng sớm mình ăn rất là thú vị. À, chào chị Loan. Vâng, chào em. À, thường á chắc đi biển á, chắc thấy mấy con sứa nó làm mình rất là ngứa, phải mấy con này không chị? Không em, sứa mình quất mình đi hay đi tắm biển á, bị ngứa, đó là sứa lửa. Đây là sứa thường, sứa mình ăn. Cái tô mà bún sứa mình ăn rất là thú vị. Đây là chị dùng sứa chân. Bữa nay xài cái chân thôi. Xài chân thôi, cho nên sưng nó hơi bị giòn. Có thể chia sẻ cái bí quyết tại sao nó ngon như vậy không? Khách đông quá không chị ơi? Chị nấu toàn là cá bò, cá liệt đó là chị nấu nước. Đây là cá cờ nè, cá cờ nó trắng thịt nè. Cá nạc không cho nên cái mùi vị nó rất là thanh. Mình không có nghe được cái mùi tanh nữa. Thì nó có thơm, cà, hành tây, là cái mùi nông sản. Cho nên không nông thấy một chút mỡ nữa. Cái bí quyết á ha, là có cá cờ và cá bò trong nước dùng cho nên nó rất là đậm đà, rất là ngon, rất là ngọt nha. Bamboo Airways, hơn cả một chuyến bay. Cho bạn đã chín năm ơi.